Làm gì anh buồn chứ hả? Anh buồn chuyện con chim của anh. Kể cho em nghe được không? Thôi anh không kể đâu, nó dài lắm. Cái đó của anh đẹp quá. Nhìn đẹp mà xịn nữa. Em có muốn xào thử không? Được hả anh? Ê, kêu cái gì? Đừng có lướt nữa. Điện thoại của tao, tao có quyền lướt. Ai út mà. Cho hỏi cái này coi, có người yêu chưa? Người yêu thì chưa có, vợ thì có rồi, con thì hai đứa, hỏi làm chi? Tôi cũng chưa có nè, thôi yêu tôi đi. Yêu mày cho con vợ tao nó cạo đầu tao. No. Mày ế quá, coi mày bị khùng hả mày? Đồ cái thứ vớ vẩn. Anh nhà ở đâu vậy? Nhà nghỉ em. Đố em biết tại sao con chó hay hỏi tại sao? Tại sao? Đó. Ủa anh thấy em đẹp nhất khi nào? Luôn đẹp hổ chèn. Anh, con nhỏ kia nó kêu em mập như heo á. Nó dám nói gì hả? Con heo sao mập bằng em? Đàn ông mà không có tiền, không có sự nghiệp, là con gái nó chơi rồi nó bỏ. Giá như bây giờ có một cơn mưa thì sẽ xóa nhòa nỗi buồn.